Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình học và giải các bài tập có trong bài 27 Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn. Bài học của chúng mình có ở trang 105, sách giáo khoa toán lớp 5, tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đường tròn và cách vẽ đường tròn có tâm và bán kính cho trước. Một La Mã khám phá. Trong tiết học ngày hôm nay, hai bạn Mai và Robot đang tìm hiểu về các hành tinh trong hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời có tất cả là 8 hành tinh gồm sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Bạn Mai đang tô màu sao Thổ và Mai phát hiện ra là bạn ấy đang tô màu một hình tròn. Các em thân mến, ở lớp 3 chúng ta đã được học về hình tròn và chúng ta cũng biết rằng hình tròn gồm một các yếu tố đó là tâm, bán kính và đường kính. Ví dụ, ở đây cô có hình tròn tâm O, đường kính là AB và bán kính là OM. Ở trong sách giáo khoa chúng ta thấy rằng bạn Robot đang dùng Comba để vẽ một đường tròn có bán kính là 15 cm. Vậy đường tròn là gì? Đường tròn chính là phần bút chì đã vạch ra trên giấy đấy các em ạ. Vậy thì để vẽ được một đường tròn có tâm và bán kính cho trước thì chúng ta sẽ sử dụng Comba để vẽ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần B. Để dùng Comba vẽ đường tròn có tâm O bán kính 2 cm, chúng ta sẽ làm như sau. Bước đầu tiên, đặt một đầu Comba ở vị trí vạch 0 cm của thước kẻ, đầu còn lại ở vị trí vạch 2 cm của thước kẻ. Đây là thước kẻ có chia vạch cm, vậy chúng ta sẽ đặt đầu nhọn của Comba vào vạch 0 cm và đầu còn lại vào vạch 2 cm. Tiếp theo, trên tờ giấy đặt đầu nhọn Comba tại điểm O, sau đó quay Comba một vòng. Chúng ta sẽ chọn một điểm là điểm O. Sau đó đặt đầu nhọn của Comba vào điểm O. Quay Comba một vòng. Đầu chì vạch trên tờ giấy đường tròn tâm O. Bán kính 2 cm. Để củng cố cách vẽ đường tròn có tâm và bán kính cho trước, chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập có trong phần 2 La Mã, hoạt động. Bài 1. Phần A, vẽ đường tròn tâm O, bán kính 3 cm. Phần B, vẽ đường tròn tâm Y, bán kính 35 mm. Bài 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta vẽ một đường tròn với tâm và bán kính cho trước. Với bài tập này, chúng ta sẽ sử dụng Compa để vẽ. Phần A, vẽ đường tròn tâm O, bán kính 3 cm. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải dùng một chiếc thước thẳng có chia vạch cm. Đặt một đầu của Compa ở vị trí vạch 0 của thước kẻ, đầu còn lại ở vị trí vạch 3 cm của thước kẻ. Sau đó chúng ta sẽ chọn trên giấy một điểm và đánh dấu điểm đó chính là điểm O. Đặt đầu nhọn của Compa tại điểm O, sau đó quay Compa một vòng. Đầu chì đã vạch trên tờ giấy đường tròn tâm O, bán kính 3 cm. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm phần B. Vẽ đường tròn tâm Y bán kính 35 mm. 35 mm tức là bằng 3,5 cm.
Vậy thì chúng ta đầu tiên cũng đặt một đầu của compa ở vị trí vạch 0cm của thước kẻ, đầu còn lại ở vị trí vạch 3,5cm của thước kẻ. Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu trên tờ giấy một điểm và gọi điểm đó là điểm Y. Đặt đầu nhọn của compa tại điểm Y, sau đó quay compa một vòng. Đầu chì đã vạch trên tờ giấy đường tròn tâm Y bán kính 35mm. Bài 2. Phần A. Quan sát rồi vẽ hình theo hướng dẫn. Với phần A này thì chúng ta cần quan sát kỹ hình vẽ ở trong sách giáo khoa kết hợp với 3 bước mà đề bài đã hướng dẫn để có thể vẽ được hình vẽ tương ứng. Bước 1, vẽ đường tròn tâm S bán kính 25mm và đường tròn tâm S bán kính 7cm. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ đường tròn tâm S bán kính 25mm trước. 25mm tức là 2,5cm. Đặt một đầu của compa ở vị trí vạch 0cm, đầu còn lại đặt ở vị trí vạch 2,5cm của thước kẻ. Sau đó, trên giấy kẻ ô vuông, chúng ta sẽ chọn một điểm làm điểm S. Đặt đầu nhọn của compa tại điểm S, sau đó quay compa một vòng. Đầu chì đã vạch trên tờ giấy đường tròn tâm S bán kính 2,5cm. Tiếp theo sẽ là đường tròn tâm S bán kính 7cm. Đặt một đầu của compa ở vị trí vạch 0cm, đầu còn lại ở vị trí vạch 7cm của thước kẻ. Sau đó chúng ta sẽ đặt đầu nhọn của compa vào vị trí tâm S. Sau đó quay compa một vòng. Đầu chì đã vạch trên tờ giấy đường tròn tâm S bán kính 7cm. Bước 2, lấy điểm E trên đường tròn tâm S bán kính 7cm vừa vẽ. Chúng ta sẽ chọn một điểm E bất kỳ trên đường tròn tâm S bán kính 7cm. Vẽ đường tròn tâm E bán kính 15mm và đường tròn tâm E bán kính 3cm. Chúng ta sẽ vẽ đường tròn tâm E bán kính 15mm trước. 15mm tức là 1,5cm. Đặt một đầu của compa ở vị trí vạch 0cm của thước kẻ, đầu còn lại ở vị trí vạch 1,5cm của thước kẻ. Sau đó chúng ta sẽ đặt đầu nhọn của compa vào vị trí điểm E. Xoay compa một vòng. Đầu chì của compa đã vạch trên tờ giấy đường tròn tâm E bán kính 1,5cm. Tiếp theo sẽ là đường tròn tâm E bán kính 3cm. Để vẽ được đường tròn này, chúng ta sẽ đặt một đầu của compa trùng với vạch 0cm của thước kẻ, đầu còn lại của compa trùng với vạch 3cm của thước kẻ. Đặt đầu nhọn của compa vào điểm E. Xoay compa một vòng. Đầu chì đã vạch trên tờ giấy đường tròn tâm E bán kính 2cm. Đầu chì đã vạch trên tờ giấy đường tròn tâm E bán kính 3cm. Bước 3, lấy điểm M trên đường tròn tâm E bán kính 3cm vừa vẽ. Chúng ta sẽ lấy điểm M ở đây. Vẽ đường tròn tâm M bán kính 12mm. 12mm tức là 1,2cm.
Đặt một đầu của compa trùng với vạch 0cm của thước kẻ, đầu còn lại trùng với vạch 1,2cm của thước kẻ. Đặt đầu nhọn của compa tại điểm M. Xoay compa một vòng. Đầu chì của compa đã vạch trên tờ giấy đường tròn tâm M bán kính 12mm. Vậy là chúng ta đã vẽ được hình theo hướng dẫn ở trong sách giáo khoa. Phần B, em hãy tô màu và trang trí các hình tròn để được mô hình trái đất, mặt trời và mặt trăng theo mẫu. Với phần B này thì chúng mình hãy quan sát thật kỹ cách tô màu và trang trí có ở trong sách giáo khoa. Sau đó các em hãy tô màu và trang trí vào hình vừa vẽ của chúng ta ở trong vở. Sau khi trang trí và tô màu xong, chúng mình hãy chia sẻ với lời giải hay.com nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách tính chu vi hình tròn. Một la mã khám phá. Ngày hôm nay, các bạn nhỏ của chúng ta đang tham gia đóng vở kịch có tên là Vương quốc hình tròn. Bạn Mai nói rằng mình đo được chu vi hình tròn này là 6,28 decimet. Bạn Nam cũng nói rằng mình cũng đo được chu vi hình tròn này là 6,28 decimet. Bạn robot nói tiếp, độ dài sợi dây mà Mai gắn quanh hình tròn kia chính là chu vi của hình tròn đó. Ta rút ra được một điều mới từ câu nói của bạn robot, đó là độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó. Bạn Việt thì nói rằng, tớ đọc sách và biết có công thức để tính chu vi hình tròn theo đường kính hoặc bán kính đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem là công thức tính chu vi hình tròn theo đường kính hoặc bán kính mà bạn Việt muốn nhắc tới là gì nhé. Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy số 3,14 nhân với đường kính. Hoặc muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy số 3,14 nhân với bán kính rồi nhân với 2. Tức là C bằng 3,14 nhân D hoặc C bằng 3,14 nhân R nhân 2. Trong đó C là chu vi của hình tròn, D là đường kính hình tròn, R là bán kính hình tròn. Vậy, công thức mà bạn Việt muốn nói với chúng ta đó là công thức C bằng 3,14 nhân D hoặc C bằng 3,14 nhân R nhân 2. Chúng ta xét ví dụ cụ thể ở phần B. Chu vi hình tròn đường kính 2 decimet là 3,14 nhân 2 bằng 6,28 decimet. Chu vi hình tròn bán kính 5m là 3,14 nhân 5 nhân 2 bằng 31,4m. Chúng ta sẽ áp dụng công thức tính chu vi hình tròn để làm các bài tập có trong phần 2 la mã, hoạt động. Bài 1. Bài 1 yêu cầu chúng ta hoàn thành bảng sau. Bảng cho chúng ta gồm có 2 dòng. Dòng thứ nhất là đường kính hình tròn và dòng thứ hai là chu vi hình tròn. Vậy thì để tìm được chu vi hình tròn, chúng ta sẽ áp dụng công thức. Đó là chúng ta sẽ lấy 3,14 nhân với đường kính. Cột đầu tiên, đường kính hình tròn là 6 decimet. Vậy chu vi hình tròn sẽ bằng 3,14 nhân 6 bằng 18,84 decimet. Cột thứ hai, đường kính hình tròn là 7mm, chu vi hình tròn sẽ là 3,14 nhân 7 bằng 21,98mm. Cột thứ 3, đường kính hình tròn 3cm, chu vi hình tròn sẽ bằng 3,14 nhân 3 bằng 9,42cm.
Cột cuối cùng, đường kính hình tròn là 10 mét, chu vi hình tròn bằng 3,14 x 10 bằng 31,4 mét. Bài 2. Hoàn thành bảng sau theo mẫu. Bài tập số 2 cũng tương tự như bài tập số 1, nhưng ở bài tập số 2 thì cho chúng ta biết bán kính hình tròn. Vậy thì chúng ta sẽ phải tính chu vi hình tròn theo công thức, đó là C bằng 3,14 nhân R nhân 2. Trong đó C là chu vi hình tròn, R là bán kính của hình tròn đó. Cột thứ nhất, bán kính hình tròn là 5 cm, vậy chu vi hình tròn sẽ bằng 3,14 nhân 5 nhân 2. Bằng 31,4 cm. Cột thứ hai, bán kính hình tròn là 5 dm, chu vi hình tròn sẽ bằng 3,14 nhân 5 nhân 2. Bằng 31,4 dm. Cột thứ ba, bán kính hình tròn là 3 mét, chu vi hình tròn bằng 3,14 nhân 3 nhân 2. Bằng 18,84 mét. Cột cuối cùng, bán kính là 4 km, chu vi sẽ bằng 3,14 nhân 4 nhân 2. Bằng 25,12 km. Bài 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta điền số, biết chiều dài phần hai đầu tre buộc vào nhau của cái cạp rổ là 15 cm như hình dưới đây. Chiều dài của thanh tre uốn thành cái cạp rổ là bao nhiêu cm? Quan sát và hình vẽ ở trong sách giáo khoa thì để trả lời được câu hỏi của đề bài, đầu tiên chúng ta cần phải đi tính được chu vi của hình tròn có bán kính bằng 50 cm bằng cách áp dụng công thức, đó là C bằng 3,14 nhân R nhân 2. Trong đó C là chu vi của hình tròn, R là bán kính của hình tròn. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy chu vi của hình tròn mà chúng ta vừa mới tính được cộng với chiều dài phần hai đầu tre buộc vào nhau của cái cạp rổ là 15 cm. Chúng ta có chu vi cạp rổ sẽ bằng 3,14 nhân với bán kính là 50 nhân 2 sẽ bằng 314 cm. Chiều dài thanh tre sẽ bằng chu vi cạp rổ là 314 cộng với chiều dài phần hai đầu tre buộc vào nhau là 15 cm và sẽ bằng 329 cm. Số cần điền vào chỗ trống sẽ là số 329. Vậy chiều dài của thanh tre uốn thành cái cạp rổ là 329 cm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, bài làm mã luyện tập. Bài 1. Hình nào dưới đây có chu vi lớn nhất?
Chúng ta có 3 hình, đó là hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn. Vậy thì để biết được chu vi của hình nào là lớn nhất, chúng ta sẽ đi tính chu vi của 3 hình này, sau đó thì sẽ so sánh. Chúng ta xét đầu tiên đó là hình vuông ABCD. Công thức tính chu vi hình vuông đó là chúng ta sẽ lấy độ dài cạnh nhân 4. Vậy chu vi của hình vuông ABCD sẽ là... Chúng ta lấy 5 nhân 4 bằng 20 cm. Tiếp theo chúng ta tính chu vi của hình chữ nhật. EGHK Công thức tính chu vi của hình chữ nhật đó là chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2, tức là chúng ta lấy 7 cộng 3 đóng mở ngoặc nhân 2 bằng 7 cộng 3 bằng 10, 10 nhân 2 bằng 20 cm. Cuối cùng là chu vi hình tròn tâm O. Công thức tính chu vi hình tròn, chúng ta sẽ lấy 3,14 nhân với bán kính nhân với 2, tức là 3,14 nhân 4 nhân 2 bằng 25,12 cm. Quan sát vào chu vi của 3 hình chúng ta vừa mới tính thì chúng ta thấy rằng 25,12 chính là số lớn nhất, tức là tương ứng với chu vi hình tròn tâm O. Vậy bài tập số 1 chúng ta sẽ trả lời như sau. Hình tròn tâm O có chu vi lớn nhất. Bài 2. Bơm 4 sợi dây thép thành cái khung gồm một hình tròn đường kính D cm và hai thanh làm tay cán, mỗi thanh dài B cm. Hỏi trong bức tranh dưới đây ai nói đúng? Phú ông nói rằng chiều dài sợi dây thép uốn thành cái khung này là B cộng 3,14 nhân D. Bơm nói rằng chiều dài sợi dây thép ấy là B nhân 2 cộng 3,14 nhân D chứ bác. Chúng ta sẽ tính và xem ai là người nói đúng. Vì đề bài cho chúng ta biết là bơm uốn sợi dây thép thành cái khung gồm một hình tròn và hai thanh làm tay cán. Vậy thì độ dài của sợi dây thép sẽ bằng chu vi hình tròn cộng với độ dài hai thanh làm tay cán. Chúng ta sẽ áp dụng công thức tính chu vi hình tròn. Chu vi hình tròn sẽ bằng 3,14 nhân D, trong đó D là đường kính hình tròn. Vậy chu vi hình tròn ở đây sẽ bằng 3,14 nhân D cm. Tiếp theo là hai thanh làm tay cán. Vì đề bài cho chúng ta biết là mỗi thanh lại dài B cm. Vậy độ dài hai thanh làm tay cán sẽ là... Chúng ta sẽ lấy B nhân 2, đơn vị là cm. Vậy thì từ đây chúng ta thấy rằng chiều dài sợi dây thép sẽ là...
Chúng ta lấy chu vi hình tròn là 3,14 nhân D cộng với B nhân 2, đơn vị là cm. So sánh kết quả mà chúng ta vừa mới tính được với lời nói của Phú Ông và Bờm thì chúng ta thấy rằng Bờm là người nói đúng. Bài 2 chúng ta sẽ trả lời Bờm nói đúng. Bài 3. Một sợi dây thừng quấn quanh một gốc cây đúng 3 vòng, mỗi vòng có dạng đường tròn có bán kính 2 dm. Phần dây không quấn vào thân cây dài 2,8 m. Hỏi sợi dây thừng đó dài bao nhiêu mét? Với bài tập này thì bước đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tính chu vi của mỗi vòng gốc cây bằng cách là chúng ta áp dụng công thức tính là 3,14 nhân bán kính nhân 2. Sau đó chúng ta sẽ tính độ dài sợi dây thừng bằng chu vi của mỗi vòng nhân với 3, bởi vì ở đây là sợi dây thừng quấn quanh một gốc cây đúng 3 vòng mà. Tiếp theo chúng ta sẽ cộng với phần dây không quấn vào thân cây là 2,8 mét. Khi thực hiện bài toán thì các em nhớ là chúng ta sẽ quy đổi sao cho mà các số đo của chúng ta có cùng đơn vị đo. Bài giải cụ thể như sau. Bài giải. Chu vi mỗi vòng gốc cây là 3,14 nhân 2 nhân 2. Bằng 12,56 dm. Chúng ta thấy rằng chu vi mỗi vòng gốc cây là 12,56 dm. Trong đó thì phần dây không quấn vào thân cây lại có đơn vị đo là mét, nên chúng ta sẽ đổi từ dm sang mét. Đổi 12,56 dm bằng 1,256 mét. Độ dài sợi dây thừng là 1,256 nhân với số vòng ở đây là 3 và cộng với phần dây không quấn vào thân cây là 2,8. Được kết quả bằng 6,568 mét. Đáp số 6,568 mét. Bài 4. Chú rùa màu vàng bò từ A đến B theo đường màu đỏ. Chú rùa màu nâu bò từ B đến A theo đường màu xanh như hình vẽ. Hỏi chú rùa nào bò quãng đường dài hơn? Chúng ta sẽ đi tìm quãng đường đi của chú rùa màu vàng và quãng đường đi của chú rùa màu nâu. Sau đó thì so sánh hai quãng đường với nhau xem là quãng đường nào dài hơn.
Quan sát và hình vẽ ở trong sách giáo khoa thì chúng ta thấy rằng quãng đường đi của chú rùa màu vàng, tức là quãng đường màu đỏ, sẽ bằng nửa chu vi của hình tròn có bán kính là 3 dm cộng với nửa chu vi của hình tròn có bán kính là 1 dm và cộng với nửa chu vi của hình tròn có bán kính là 5 dm. Mà chu vi hình tròn thì lại được tính theo công thức, đó là C bằng 3,14 nhân R nhân 2. Trong đó C là chu vi của hình tròn và R là bán kính. Vậy nửa chu vi của hình tròn sẽ được tính theo công thức là chúng ta lấy 3,14 nhân R nhân 2 chia 2 và được bằng 3,14 nhân R. Áp dụng công thức này, chúng ta sẽ tính được quãng đường đi của chú rùa màu vàng là 3,14 của hình tròn có bán kính 3 dm sẽ bằng 3,14 nhân 3 cộng nửa chu vi của hình tròn có bán kính là 1 dm sẽ bằng 3,14 nhân 1 cộng nửa chu vi của hình tròn có bán kính là 5 dm sẽ là 3,14 nhân 5 và được kết quả bằng 28,26 dm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm quãng đường đi của chú rùa màu nâu. Quãng đường đi của chú rùa màu nâu đó là từ B đến A, tức là bằng nửa chu vi của hình tròn có đường kính là AB. Vậy chúng ta sẽ đi tính đường kính AB trước. Đường kính AB dài là đường kính AB sẽ bằng đường kính của hình tròn có bán kính là 3 dm, tức là 3 nhân 2 bằng 6, cộng với đường kính của hình tròn thứ hai là hình tròn có bán kính là 1 dm. Vậy đường kính sẽ là 1 nhân 2 bằng 2, cộng với đường kính của hình tròn có bán kính là 5 dm. Vậy đường kính sẽ bằng 5 nhân 2 bằng 10, 6 cộng 2 cộng 10 bằng 18 dm. Quãng đường đi của chú rùa màu nâu là ba phẩy mười bốn nhân bán kính, đường kính là 18 dm, vậy bán kính sẽ là 18 chia 2 và bằng 9. 3,14 nhân 9 bằng 28,26 dm. Vậy chúng ta thấy rằng quãng đường đi của chú rùa màu vàng là 28,26 dm. Quãng đường đi của chú rùa màu nâu cũng là 28,26 dm. Vậy hai chú rùa bò quãng đường dài bằng nhau.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sang cách tính diện tích hình tròn, một La Mã khám phá. Bạn Mai và robot đang quan sát các chú công nhân lát nền của một bể bơi. Bạn Mai nói rằng diện tích phần lát gạch xanh là bao nhiêu nhỉ? Bạn robot nói tiếp, muốn tính diện tích phần lát gạch xanh thì phải tính diện tích của một hình tròn đấy. Mà diện tích hình tròn là diện tích của toàn bộ phần nằm phía bên trong của đường tròn. Vậy thì muốn tính diện tích hình tròn chúng ta sẽ làm như thế nào? Bạn robot cắt hình tròn thành các miếng nhỏ hơn rồi ghép lại được hình này. Đây chính là cách mà bạn robot đã cắt, sau đó thì ghép lại. Hình này sẽ gần giống với hình chữ nhật có chiều dài là 3,14 nhân r và chiều rộng là r. Vậy chúng ta thấy rằng một hình tròn khi mà cắt ra thành các miếng càng nhỏ thì khi ghép lại thì được một hình càng giống hình chữ nhật. Các bạn thử dự đoán công thức tính diện tích hình tròn nhé. Chúng ta biết rằng công thức tính diện tích hình chữ nhật đó là lấy chiều dài nhân chiều rộng. Đối với hình chữ nhật có chiều dài là 3,14 nhân r và chiều rộng là r thì công thức sẽ là 3,14 nhân r nhân r. Vậy chúng ta xem là dự đoán của chúng ta có chính xác hay không nhé. Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy số 3,14 nhân với bán kính rồi nhân với bán kính, tức là S bằng 3,14 nhân R nhân R. Trong đó S là diện tích hình tròn, R là bán kính hình tròn. Vậy là dự đoán của chúng ta đã hoàn toàn chính xác. Ví dụ, diện tích hình tròn bán kính 10cm là 3,14 nhân 10 nhân 10 bằng 314cm vuông. Chúng ta sẽ củng cố cách tính diện tích hình tròn bằng cách làm các bài tập có trong phần 2 La Mã hoạt động. Bài 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta hoàn thành bảng sau. Bảng gồm có 2 hàng. Hàng thứ nhất cho chúng ta biết bán kính hình tròn và hàng thứ hai yêu cầu chúng ta tính diện tích hình tròn. Vậy với bài tập này chúng ta sẽ áp dụng công thức đó là S bằng 3,14 nhân R nhân R. Trong đó S là diện tích hình tròn, R là bán kính của hình tròn. Cột đầu tiên, bán kính hình tròn là 2cm. Vậy diện tích hình tròn sẽ bằng 3,14 nhân 2 bằng 12,56cm vuông. Cột thứ hai, bán kính hình tròn là 5mm, diện tích hình tròn là 3,14 nhân 5 bằng 78,5mm vuông. Cột thứ ba, bán kính hình tròn là 3dm, diện tích hình tròn bằng 3,14 nhân 3 bằng 28,26dm vuông. Cột cuối cùng, bán kính hình tròn là 4km, diện tích hình tròn bằng 3,14 nhân 4 bằng 50,24km vuông. Bài 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta điền số. Bãi thả khí cầu của một công ty có dạng hình tròn, bán kính 200m, diện tích bãi thả khí cầu đó là bao nhiêu mét vuông?
Để tính được diện tích bãi thả khí cầu của công ty đó, chúng ta sẽ áp dụng công thức đó là S bằng 3,14 nhân R nhân R. Trong đó S là diện tích hình tròn, R là bán kính của hình tròn. Diện tích bãi thả khí cầu sẽ bằng 3,14 nhân 200 nhân 200 bằng 125.600 mét vuông. Vậy, diện tích bãi thả khí cầu đó là 125.600 mét vuông. Số cần điền là số 125.600. Bài 3. Tính diện tích một tấm thảm hình tròn có đường kính 20 dm. Chúng ta tiếp tục áp dụng công thức S bằng 3,14 nhân R nhân R. Trong đó R là bán kính của hình tròn, nhưng đề bài lại cho chúng ta đường kính của hình tròn là 20 dm. Nên bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tính bán kính của tấm thảm bằng cách là lấy đường kính chia cho 2. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng công thức S bằng 3,14 nhân R nhân R. Trong đó S là diện tích và R là bán kính để có thể tính được diện tích của tấm thảm hình tròn đó. Bài giải. Bán kính của tấm thảm hình tròn là 20 chia 2 bằng 10 dm. Diện tích tấm thảm hình tròn là 3,14 nhân 10 nhân 10. Bằng 314 decimet vuông. Đáp số 314 decimet vuông. Cuối cùng sẽ là bài tập có trong phần ba la mã, luyện tập. Bài 1. Phần A. Chọn câu trả lời đúng. Hình tròn phủ sóng của trạm phát sóng nào dưới đây có chu vi bé nhất? A. Trạm 1 bán kính 150m. B. Trạm 2 bán kính 100m. C. Trạm 3 bán kính 200m. Để biết được trạm phát sóng nào có chu vi bé nhất, chúng ta sẽ áp dụng công thức tính chu vi hình tròn đó là C bằng 3,14 nhân R nhân 2. Trong đó C là chu vi hình tròn và R là bán kính. Vậy chúng ta thấy rằng ở trong công thức này thì 3,14 và 2 là số không hề thay đổi. Vậy thì bán kính của trạm phát sóng nào bé nhất thì hình tròn phủ sóng của trạm phát sóng đó cũng là bé nhất. Trong 3 bán kính đó là 150m, 100m và 200m thì chúng ta thấy số 100m là bé nhất, tương ứng với bán kính của trạm 2. Vậy hình tròn phủ sóng của trạm phát sóng 2 có chu vi bé nhất. Bài tập số 1 phần A, chúng ta sẽ chọn đáp án B. Phần B.
Phần B yêu cầu chúng ta điền số. Diện tích hình tròn phủ sóng vừa tìm được ở câu A là bao nhiêu mét vuông? Chúng ta sẽ áp dụng công thức đó là S bằng 3,14 nhân R, trong đó S là diện tích và R là bán kính của hình tròn. Khi đó diện tích hình tròn phủ sóng vừa tìm được ở câu A, tức là hình tròn có bán kính 100m sẽ có diện tích là 3,14 nhân 100 nhân 100 và sẽ bằng 31.400 mét vuông. Vậy số cần điền vào phần B sẽ là số 31.400. Bài 2. Ở một vùng sa mạc, người ta trồng lúa trên những thửa ruộng có dạng hình tròn bán kính 50m. Biết rằng có 1.000 thửa ruộng như vậy, hỏi tất cả diện tích trồng lúa là bao nhiêu mét vuông? Để trả lời được câu hỏi thì đầu tiên chúng ta cần phải đi tính diện tích mỗi thửa ruộng hình tròn bằng cách áp dụng công thức là lấy 3,14 nhân bán kính. Sau đó chúng ta sẽ tìm được diện tích trồng lúa bằng cách lấy diện tích một thửa ruộng nhân với số thửa ruộng là 1.000. Bài giải. Diện tích mỗi thửa ruộng hình tròn bán kính 50m là 3,14 nhân 50 nhân 50 bằng 7.850 mét vuông. Diện tích trồng lúa là 7.850 nhân 1.000 bằng 7.850.000 mét vuông. Đáp số 7.850.000 mét vuông. Bài 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta điền số. Một sân vận động được xây dựng trên mảnh đất tạo bởi một hình chữ nhật và hai nửa hình tròn có kích thước như hình bên. Diện tích mảnh đất đó là bao nhiêu mét vuông? Quan sát vào hình vẽ ở trong sách giáo khoa thì chúng ta thấy rằng diện tích của hai nửa hình tròn chính là bằng diện tích của một hình tròn. Vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức đó là S bằng 3,14 nhân R, trong đó S là diện tích của hình tròn và R là bán kính để có thể tính được diện tích của hai nửa hình tròn. Sau đó chúng ta sẽ tính diện tích của hình chữ nhật bằng cách áp dụng công thức đó là diện tích hình chữ nhật thì sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Chúng ta có diện tích hai nửa hình tròn là
3,14 nhân bán kính ở đây là 70 m nhân 70 bằng 15.386 m². Tiếp theo sẽ là diện tích của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Ở đây chúng ta thấy chiều dài của hình chữ nhật thì sẽ bằng đường kính của nửa hình tròn. Chiều dài hình chữ nhật là 70 nhân 2 bằng 140 m. Diện tích hình chữ nhật là 140 nhân chiều rộng là 100 bằng 14.000 m². Vậy diện tích của mảnh đất là 15.386 cộng 14.000 bằng 29.386 m². Vậy số cần điền vào ô trống sẽ là số 29.386. Diện tích mảnh đất đó là 29.386 m². Bài 4. Một giếng nước có miệng giếng là một hình tròn bán kính 8 dm. Người ta xây thành giếng trên phần đất rộng 3 dm bao quanh miệng giếng như hình dưới đây. Tính diện tích phần đất xây thành giếng đó. Quan sát vào hình vẽ thì chúng ta thấy rằng đầu tiên chúng ta cần phải đi tính diện tích của hình tròn lớn. Là hình tròn phía bên ngoài có bán kính là 8 dm cộng 3 dm, tức là có bán kính là 11 dm. Sau đó chúng ta sẽ tính diện tích hình tròn bé ở bên trong là hình tròn có bán kính 8 dm. Sau đó chúng ta sẽ tính được diện tích phần đất xây thành giếng bằng cách là lấy diện tích của hình tròn lớn bên ngoài trừ đi diện tích của hình tròn bé bên trong. Bài giải. Bán kính của hình tròn lớn là 8 cộng 3 bằng 11 dm. Diện tích của hình tròn lớn là 3,14 nhân 11 nhân 11. Bằng 379,94 dm².
Diện tích hình tròn bé là ba phẩy mười bốn nhân tám nhân tám. Bằng 200,96 decimet vuông. Diện tích phần đất xây thành giếng là chúng ta lấy 379,94 trừ 200,96 bằng 178,98 decimet vuông. Đáp số 178,98 decimet vuông. Nội dung của bài tập số 4 cũng là nội dung cuối cùng có trong bài 27 Đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn. Hy vọng rằng các em đã có một giờ học bổ ích. Chúng mình hãy tiếp tục truy cập vào trang web lơiduyehay.com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những video bài giảng tiếp theo.